Rồi, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay lại Di Động Hưng Phúc nha. Tiếp tục clip giới thiệu máy cho anh em hôm nay nha. Xin nhắc lại quy định mua hàng bên mình, số điện thoại đặt hàng là 0355 356 356, có trên cái bảng nhỏ nhỏ phía trước nha anh em. Quy định mua máy thì anh em vui lòng cọc trước cái cạc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu, còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cọc 100.000 Viettel nha. Nhắn họ tên, địa chỉ cùng với cái máy cần mua thì mình sẽ ship hàng cho anh em nha. Máy bán ra thì mình có ship code toàn quốc đó. Tiền cọc thì anh em trừ vào tiền máy lúc anh em nhận được hàng đó, không dài dòng nữa nha. Mình sẽ giới thiệu máy cho anh em luôn. Xin phép nhắc lại luôn nhé, anh em nào mà chuyển khoản thanh thì mình sẽ bao ship cho anh em nha. Còn anh em mà cọc tiền thì vui lòng chịu phí ship từ 40 tới 50 ngàn tùy theo khu vực cho anh em. Rồi, giới thiệu máy anh em luôn. Máy đầu tiên hôm nay là mình có một cặp Samsung G531 anh em. G531 thay vỏ mới rồi nha anh em. Thay vỏ đẹp kèn nha anh em. Chỉ việc bỏ sim vô là xài thôi nha. Con này thì màn hình 5 inch, RAM 1 bộ nhớ 8 nha, pin 2.6. Máy thì vỏ kèn sao bạn nha. Anh em nào cần thì lấy nha. Cấu hình thì cũng phải là khủng gì, cấu hình là mềm, cấu hình nhẹ thôi, ra một bộ nhớ 8GB thôi. Pin con này là 2006 nha anh em, đang hoạt động ok. Chủ yếu nghe gọi với lại chắc vô YouTube nhẹ nhẹ thôi thì được. G530, G531, thành công. Nói chung là thay mới đẹp trang mà. Con này để anh em giá 650 nha, 650 kèm sạc dán lực cho anh em luôn, rất là rẻ. Tiếp theo là con Samsung G7 Rim. Con này vỏ ring này còn nhâm nhâm anh em ta, không có đẹp nha. G7 Rim kính này, kính thì ok, đẹp kìa. Con này màn hình 5.5 inch nha anh em, RAM 332, pin con này là 3300. Cấu hình thì mình có giới thiệu trong máy trước khi giới thiệu hàng cho anh em thì có giới thiệu cấu hình đàng hoàng hết. Màn hình này có đốm nhẹ nhẹ đây. Con này để anh em giá 1.6 triệu nha. 1.6 triệu. Samsung A8 anh em, A8 màu đen. Vỏ xuất sắc như clip nha. Kính ngay đây nứt đường này. Kính có lông mèo nhẹ nhẹ luôn. Màn thì như ring. Màn ring nha anh em. Hiển thị rất là đẹp. Con này RAM 4 bộ nhớ 32 nha anh em, màn hình 5.6 ha, pin 3000. Sườn này, nói chung sườn có xuất sắc. Cũ thì không thể tránh khỏi đâu anh em. Chưa thay thì nó phải có xuất sắc. Con này để anh em giá 1.750 nha. 1.750 kèm sạc dán kính A8 nha anh em. Tiếp theo là iPhone 8 nha anh em. iPhone 8 nhỏ nha, 64GB. Tám nhỏ 64GB. Máy nói chung là xuất sắc nhẹ nhẹ nè. Nguyên zin nha, được gắn nguyên zin. Nói chung là nhìn cũng rất là đẹp nè, không có sự xước máy đâu, rất là ok luôn. 64GB full quốc tế ha, bỏ ship là xài. Không tài khoản tài thiếu hết nha, ai là lau sạch nha. Cho anh em reset thoải mái ha. Reset thoải mái, pin con này mình tính thêm bao nhiêu. 83 nè, pin 83. Máy zin app ha. Máy zin nha, iPhone máy mấy con đời cao này là nhập từ công ty nha anh em, nên là riêng nguyên. Con 8 này bán Mỹ ha. Con phải bán Mỹ không ta? Con này bán gì không rành ta? À đúng rồi, LL này. 64GB. À, bằng tiền rồi. À, ok ha. Máy cực đẹp. Nói chung là đẹp tầm 97 trở lên. Con này để anh em giá 44 nha, 4.4 triệu kèm sạc dán kính nha anh em. Tiếp theo là con Oppo nội địa anh em, F1S nội địa, nó kèm ốp cho anh em luôn. Màn hình 5.5 inch nha, RAM 4 bộ nhớ 32, pin 3075. Máy màn hình sáng đẹp nha. F1S nội địa nha anh em. RAM 432. Đó, nói chung là chứng anh full mới đẹp. 98.9 trở lên nha. Còn để em giá 1.550 nha. 1.550. Tiếp theo là con 6S 32GB máy ring. 6S 32GB ring app nha anh em. Em tiếp còn nguyên hết. Pin pin là cao nha, máy pin thấp nha. Full máy đẹp tầm 98.9. Chức năng thì có phải bàn nha anh em. 6S 32GB full quốc tế.
bỏ sim vào loạt xài, anh cho anh em reset trong 2 dòng 3 thoải mái, không vấn đề hết ha. 32GB ấy riêng full, giá cực rẻ cho anh em luôn. Nói về Xiaomi S thì con này là quá mềm luôn, bình 95 nha anh em, bình 95 cho. Con tay bằng chân đầy đủ ha. Giá cho anh em là 2550 nha, cực mềm nha anh em, 2550 kèm sạc dán kính cho anh em luôn. Tiếp theo là con Samsung A50, vỏ xe xuất sắc như riêng, vỏ xe xuất sắc như clip mình quay nha. Màn hình 6.4, RAM 464, pin 4000. Cấu hình ok nha anh em, chức năng nói chung là chuẩn nha. A50 RAM 464 nha anh em. A50 con này để anh em giá 2.9 nha, 2.9 kèm sạc dán kính cho anh em nha. Tiếp theo cho anh em là con Samsung A20s, Samsung A20s máy riêng nguyên, lưng sau can xà beng luôn, lưng sau rất là đẹp, kính can luôn, máy riêng nha. RAM 332, màn hình 6.5, pin 4000. Máy nói chung là màn hình rất là ok. Kết sơ cho anh em chúng mình. A20s. Màn sáng đẹp nha anh em. RAM 332. Con này ra đây giá 2.6 nha anh em. 2.6 ha. Càng sạc dán kính luôn. Samsung Rebellus. Vỏ ring sau này có xuất sắc như clip nha. Màn thay nha anh em, màn thay mới. Màn thay mới đây. Xài cũng ổn định thôi, không có vấn đề hết nha. Con này RAM 432 nha anh em, Rebellus ha, màn hình 5.5, pin 3000. RAM 4GB. Con này chạy còn ok đó anh em, Rebellus ha, màn sáng đẹp. Chưa có sức luôn nha. Rebellus để anh em giá 1.7 triệu nha. 1.7 triệu. Máy nói chung rất là đẹp. Tiếp theo nha anh em là Re400, một con Re400. Rõ sao chưa thay nha, còn rất là đẹp. Không phải là quá xấu đâu. Con này màn hình 5.5 nha anh em. RAM 216, pin 3000. Sườn nói chung là cũng còn được anh em. Con này màn thay nha anh em, màn thay mới nha. Nó sao quảng cáo kỹ cho anh em. Có cái link tay, màn thay mới. Xài cũng rất là ok, màn này thay lỗi tốt anh em. Không có bị đơ liệt tào lao đâu. Wi-Fi này. Main ring nha, main ring vỏ ring chưa sửa chữa hết anh em. Re400. Màn hình 5.5 ha, RAM 216, pin 3000. Có xương thì có xuất sắc. Cái sợi cam nó đẹp không? Cam còn ok nha anh em, sáng đẹp ha, không vấn đề đâu. Ok, con Re400 này để anh em Re400 chứ, sorry, 1.1 triệu nha anh em. Giá 1.1 triệu thôi. Hơn màn hình, giá màn hình tí. Tiếp theo là một con Samsung A30. Con này thay nắp sau rồi. Thay nắp sau đẹp rồi. Đấy, màn như này, màn ring nha anh em. Màn thay ring. Màn nguyên ring của nó luôn. Chỉ thay nắp sau. A30. RAM 332, màn hình 6.4, pin 4000 nha. Máy ring nguyên. Sườn thì có xuất sắc nha này, sườn xuất sắc nha. Đây. Sườn thì xuất sắc, không đẹp quá. Lưng sau thì nó hơi trời, mình thay nó cái lưng mới cho anh em xài dễ đẹp luôn. Con này ra đi cho anh em giá 2.5 triệu nha. 2.5 triệu, A30, màn ring. Sườn ring, thay mọi lắp sau. Ok nha.
A30 RAM 332. Tiếp theo là con 8 lút, con 8 lút ring áp, ring nguyên. Bình con này có 75 thôi nha anh em, bình 75 nha. Cái ring chưa có thay. Anh em nào thích thay bình thì cộng thêm 200.000. 200.000 mà thay bình mới cho anh em luôn. Còn con này là con 8 lút. Ring 98-99 nha. Này kính nó là keng sà beng hết. Mình chưa có tháo, anh em thích thay thì thay. Còn thích thay để mình xài. Mình mua cho anh em coi. Ui con này hết pin quá rồi. Quên sạc pin, hết pin mất anh em rồi. À, 8 lút ha, 64GB ring nguyên. Pin 75. Con này ra đi cho anh em giá 6.6 triệu nha. 66 nha anh em, kèm sạc giăng kính cho anh em nha. Tiếp theo là con 18. Xiaomi 18 nha anh em. Màn hình 6.21. RAM 6 anh em, RAM 664, pin 3000. Pin 3000. Máy đẹp tầm 97-98. Này, sườn kính rất là đẹp. Xiaomi 18 màu xanh nhạt rất là đẹp. Đó, máy rất là mượt nha anh em. RAM 6GB ha. 18 RAM 6. Ok nha. Nói chung là chung chính, con này xài ok luôn. 18 để anh em giá 3 triệu rưỡi nha. 3 triệu rưỡi kèm sạc giăng kính cho anh em luôn. Tiếp theo là một con xe A6 lút anh em, Samsung A6 lút màu gold. Màn hình 6 inch, RAM 432, pin 3.5. Máy thì có xuất sắc vậy trong clip. Đây, có xuất sắc cái sườn này bằng nhôm nha anh em, nên nó có những cái vết cắn. Còn ring thì như thế thôi anh em, không thể nào can được, chưa thay thế. Màn rất là đẹp. A6 lút. Chức năng ok nha anh em. Pin 3.5 nha anh em. RAM 432. Con này đến em giá 2.4 triệu. 2.4 triệu nha, kèm sạc gián lực cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy nha. Tiếp theo là con Oppo A7. Lắp sau đã dán keo cho anh em rồi, đẹp kem. Màn hình 6 inch 2. RAM 4 nha anh em, RAM 464. Pin 4230. Máy cực đẹp luôn. Màn xì gián lực cho anh em trước khi gửi máy. Oppo A7. RAM 432. RAM 464, sorry này nha, RAM 464. Wi-Fi, ok. Chức năng ok nha. Con này để em giá 2550 nha. 2550, kèm sạc giăng kính cho anh em. Tiếp theo là một con Tab Lenovo 7 inch, máy tân bản, vỏ xe thì có sự sượt nhìn vậy đó. Còn nhiều đẹp nha, kính đẹp, vỏ đẹp. Đó, chị xem YouTube vô tư luôn nha anh em. Tab Lenovo 7 inch. Con này ra một bộ nhớ 16 anh em. Để anh em giá 950 thôi nha, 950k. Vậy cho anh em con nhỏ xem YouTube mùa dịch Covid nha. Ok luôn. Tiếp theo là con A71 máy riêng nguyên. A71 kính đẹp keng sà beng, lưng sau xuất sắc. Lưng thì có xuất sắc nha. Đó, màu xanh nhạt. Kính camera hơi trời như vậy. Máy nguyên riêng. Cực đẹp luôn. Con này màn hình 6.7, RAM 8 bộ nhớ 128. Pin 4.5 nha anh em. Pin 4.5 ha, RAM 8 nha anh em. Xài chuẩn chỉnh luôn. 8GB xài rất là sướng nha, nó mạnh. Chức năng ok luôn. A71. Kính này đã dán cái lực cho anh em rồi, thì chỉ việc bỏ sim là xài. Máy Việt Nam 2 sim. Con này đã đi cho anh em giá 5.4 triệu. 5.4 triệu nha, kèm sạc giăng kính cho anh em nha. Lưng xuất sắc này, kính đẹp keng luôn. Rồi, clip này sáng nay xin tạm dừng ở đây. Thân ái chào cả nhà nha. Nhớ bấm đăng ký kênh nha anh em để đón xem những clip mới từ kênh mình. Chào cả nhà.